Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi demo số 2 trong bài lớp 8 môn học thiết kế UI UX. Thì các bạn thân mến, trang web hiện nay thì chúng ta ngoài việc là trải nghiệm trên desktop, trên laptop, trên PC thì các bạn cũng có thể, và khách hàng luôn luôn có thiết bị di động bên tay và người ta thường xuyên là duyệt web qua di động, thì các bạn phải làm việc song song. Bên cạnh thiết kế cho desktop thì các bạn phải có cái phần luôn là thiết kế cho điện thoại di động. Thì một số cái yếu tố mà thiết kế cho điện thoại di động các bạn cần chú ý như sau. Rồi, ví dụ như chúng ta đã có một cái phiên bản desktop như thế này rồi á, thì bây giờ qua phiên bản mobile thì các bạn phải tạo một cái frame mới. Rồi, với cái frame mới này các bạn vẽ cho tôi một cái khung. Vẽ một cái khung. Còn ví dụ như các bạn không vẽ thì các bạn có thể là nhập cái thông số vô, hoặc là mình đã vẽ rồi đó thì bắt đầu mình chọn cái thiết kế của mình. Ví dụ như tôi cần là show ở cái iPhone 14 Pro. Đó, thì cái thiết kế iPhone nó như vậy thôi. Hình dung không? Thì với iPhone như vậy thì bắt đầu các bạn mới biến đổi từ từ ha. Thì bên đây nó có cái gì? Ví dụ như là nó có cái họa tiết background này nè. Đó, thì mình đem ra, mình copy đem qua đây. Đó, rồi mình chỉnh kích thước lại, mình chỉnh lên kích thước lại. Đó, cho thả vô đây. Đó, thì cái banner này các bạn có thể là chỉnh lại kích thước. Đó, để như vậy ha. Rồi, chỉnh lại kích thước. Ví dụ như kích thước này đang vuông nè, thì mình chỉnh lại. Đó, chỉnh cho nó ngay lại luôn. Đó, rồi ở thiết bị di động thì cái chữ này mình double it vô, mình chỉnh cho nó ngay lại cho nó xích xuống đây. Rồi, chọn hết button này mình template. Rồi, mình đem cái menu này mình unwrap nó ra. Rồi, mình đem này ra đây. Rồi, cho nó nằm trên cái đôi giày, mình đem đôi giày nằm xuống dưới. Đó, thì khi mà mình chọn hết mấy cái này, mình template cũng được, canh ra cũng được ha. Canh ra chả đẹp các bạn. Đấy, canh ra chả đẹp ha. Rồi, cái menu này mình cho nó là một cái frame selection. Rồi, với cái frame selection đó, thì các bạn có thể là chỉnh cái filter cho nó một cái filter màu trắng, opacity nhẹ một cái 90. Ok ha. Cái frame này các bạn cho nằm bên ngoài. Đó, thì bắt đầu mình mới tạo sự kiện. Mình chọn cái icon 3 dấu gạch. Nó hơi bị to à. Rồi, các bạn chuyển qua prototype. Rồi, các bạn sẽ click chuột thả qua đây. Thì lúc này mình sẽ chọn sự kiện là on click. Mình sẽ sự kiện là open overlay. Lúc này nó sẽ chọn cho mình là mobile NAV. Thì bây giờ mình muốn cho nó xuất hiện ở đâu? Chính giữa ha, hay là bên phải, hay là bên trái. Thì bây giờ mình chọn là top, center, top right, bottom left, right. Rồi, top ha. Top right, tức là phía trên mà bên phải. Rồi, đóng lại khi mất.
ép bắc rau màu đen vô khoảng 50%. Animate. Rồi move in. Nó đi từ bên phải qua slow motion. Ok, tức là nó đẩy quỹ này đi qua đây. Hình dung không? Rồi top. Rồi mình chạy thử đi ha. Rồi hết chỉnh cái gì rồi. Đó, nó từ bên trái nó chạy qua, nó từ bên phải chạy qua. Rồi mình chạy cái mobile này đi. Cái mobile này mình chưa có cái chỉ điểm. Đó. Rồi ở cái flow bar này mình cho nó chạy ở thiết bị di động iPhone Pro Max, iPhone 14 Pro. Ok ha. Rồi chạy. Đó ha. Thì các bạn thấy cái web mình sẽ hiện thị như thế này. Rồi các bạn click đây. Đó. Thì bây giờ để top bottom, để cái menu này nó xuất hiện top right, thì các bạn trừ hao cái khúc trên màu trắng cho nó thả xuống xíu nữa ha, và cho bỏ góc nhẹ cái nữa là ok, và cho nó rộng bên đây tí xíu nữa là ok á. Rồi mình chỉnh sơ lại ha. Rồi mình tạo hiệu ứng shadow cho cái box này, nhìn cho nó nổi bật hơn ha. Thì shadow mà để bốn cái góc của mình nó có shadow thì các bạn cho ít vậy bằng không. Rồi cái phần shadow này mình có thể cho cao hơn tí xíu, cho 10, để mình thấy cái shadow nhiều hơn. Và opacity nếu mà mình thấy nó hơi đậm thì mình cho lại 15 hay là 20 gì đó thôi là ok, thì nó sẽ ổn hơn. Rồi ok ha. Thì bây giờ mình trải nghiệm lại cái phiên bản mobile. Rồi với phiên bản mobile này thì các bạn cũng có thể làm cái slide hình ảnh nó khác so với phiên bản desktop cũng được, chả sao ha. Thì mình có thể là làm những cái slide và hình nó chạy ngang như thế này nè. Đó. Rồi bây giờ mình click cái này ha. Đó thì nó ra được menu này. Thì bây giờ cái menu này nè, nó phải nằm phía dưới cái icon, chứ giờ nó đè cái icon này xấu quá à. Đó. Rồi ok ha. Thì với cái phiên bản mobile thì các bạn có thiết kế dọc, những cái banner nào ngang các bạn chuyển thành dọc hết, hoặc là những cái section website nào nó đang ngang, ví dụ như một hàng 3 box thì bây giờ mình cho nó là một box hết, và lúc này mình sẽ trượt xuống ha. Thì ok, những phần còn lại thì các bạn có thể hoàn thiện để cho nó có một cái trang web dành cho di động nó ổn hơn, nó đúng cái kích thước trình duyệt hơn ha. Rồi cái việc chuyển trang hay cái việc đặt hàng thì các bạn cũng phải thiết kế từng cái cửa sổ. Và mình thường xuyên áp dụng cái kỹ thuật là overlay như thế này ha. Đó, click thì đóng, click thì mở, ví dụ vậy ha. Thì nhìn rất là ok, rất là thực tế luôn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye.